8 công nhân bất ngờ đào được vàng miếng ở công trường, tiện tay mang về nhà. Vài ngày sau cảnh sát ập đến bắt giữ vì lý do không ngờ. Đào được vàng miếng khi đang làm nhà, nhóm công nhân này bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ. Asusu Mahersabai, người đứng đầu văn phòng cơ quan khảo sát khảo cổ Ấn Độ, SI Indology, cho biết những đồng tiền vàng được tìm thấy dưới một ngôi nhà ở quận Đa của Madhyabjadesh dường như có tuổi đời lên đến 200 năm. Tam công nhân xây dựng tham gia khai quật một mảnh đất ở Madhyabjadesh rộng 792m2 ở Đa vào ngày 19 và 21 tháng 8 để xây nhà. Như thường lệ, họ dùng máy xúc đào đất, nhưng một sự cố bất ngờ đã khiến công việc phải tạm dừng, họ tìm thấy một chiếc hộp kim loại chứa đầy những món đồ vàng. Tất cả đều không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Bên trong chiếc hộp, họ đếm được tổng cộng 84 đồng tiền vàng và một số món trang sức cũng bằng vàng nguyên chất. Họ thậm chí còn cắn thử vào chúng để xác định. Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục đào thêm và tìm thấy hai miếng vàng lớn cách khu vực ban đầu không xa. Tuy nhiên, thay vì báo cáo sự việc tới chính quyền hay cảnh sát địa phương, nhóm thợ này quyết định chia đều, mang những món kho báu chưa rõ nguồn gốc này về nhà cất giữ. Năng tưởng vụ việc sẽ bị che giấu, nhưng ngay đầu tuần sau, cảnh sát đã ập đến khám xét và ra lệnh bắt giữ đối với nhóm thợ xây. Hóa ra một trong tám người đã bán một đồng vàng để xóa khoản nợ 56.000 rúp, khoảng 16,3 triệu Việt Nam đồng của mình. Thậm chí sau đó anh ta còn tổ chức tiệc ăn mừng với gia đình, hàng xóm, bạn bè vì may mắn từ trên trời rơi xuống này. Nhưng chính sự khoe mẽ này đã dẫn đến điều tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người và khiến cảnh sát phải điều tra và làm rõ sự việc. Cảnh sát cho biết họ đã thu hồi được 83 đồng tiền vàng và 2 tấm vàng miếng. Sau đó, những món đồ đã được chuyển đến cho cơ quan khảo sát khảo cổ Ấn Độ, SI Indology để tiến hành điều tra, khám phá về nguồn gốc xuất xứ của chúng. Asusu Mahersabai, người đứng đầu văn phòng Indology của SI, cho biết những đồng tiền vàng dường như đã 200 năm tuổi và có thể đu bang Jodhpur phát hành. Tuy nhiên, Mahersabai nhấn mạnh rằng đó mới chỉ là dự đoán, họ vẫn đang tiếp tục yêu cầu các chuyên gia khôi phục và đọc các dòng chữ trên đồng xu. SI cũng đã bắt đầu tiến hành một cuộc khai quật tại khu đất trên để tìm kiếm bất kỳ kho báu nào khác mà nó có thể tìm thấy trong khu đất. Tesit Lavinathjathat và giám đốc cảnh sát bổ sung Divetjun Pertider đã được giao nhiệm vụ lãnh đạo cuộc tìm kiếm một đồng xu vẫn chưa được thu hồi. Sinajarjun Jathat, chủ sở hữu của ngôi nhà đổ nát đã bị phá bỏ để xây mới, khai với cảnh sát rằng gia đình ông đã sống trong ngôi nhà này suốt nhiều năm qua và gia đình ông không hề có kho báu được giấu kín. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra. Theo đạo luật kho báu Ấn Độ năm 1878, bất kỳ ai tìm thấy bất kỳ kho báu nào có giá trị lớn đều phải thông báo cho chính quyền quận. Người tìm thấy cũng phải ký gửi món đồ đó cho các quan chức năng của huyện hoặc cam kết xuất trình trước cơ quan chức năng khi được yêu cầu. Chính phủ có quyền mua lại kho báu khi thanh toán giá trị của nó và phí bảo hiểm 20%. Người đưa tin.org.